352, một trong những cái bún cá mà nổi tiếng nhất ở thành phố Rạch Giá này các bạn. Có dịp rồi các bạn cứ ghé ngay cái đoạn Tăng Hoa Viên cũ á. Dạ, quẹo đi một chút thì sẽ... Dạ. Ở đây là ông chủ. Chào các em. Ủa cái này mình bán lâu chưa? Bán lâu rồi. Bán lâu rồi, 3 năm, hai mấy 3 năm. Đây, nhà vợ con ở đây. Dạ. Cô, cái này bún á thì mình thường lấy ở đâu cô nhỉ? Cái cá này được cá lấy ở chợ mình á. Dạ. Còn còn cái này cô? Tép mình cũng lấy ở chợ luôn. À, dạ. Tép mình chắc biển nha. Nhưng mà sao con thấy là của cô là làm đặc biệt hơn so với mấy chỗ khác á? Là có cái bí quyết gì không cô? Có đó. Ăn vô là nó bị ghiền luôn á. Dạ. Tại con cũng ăn nhiều chỗ. Dạ. Mà con ăn lúc nào cũng dư ra hết trơn á. Thiếu cái đầu cá rồi. Đây là cái đầu cá. Cái đầu cá quay leo. Đây nè, có cái sao là con đầu cá nè. Dạ. Ở đây mình có nhiều giá không cô? Hả? Mấy không, có nghĩa là giá cả đó. Giá cả tôi lớn tôi nhỏ. À dạ. Rồi vậy đó. Nếu mà tôi lớn thì bây giờ là mình ráng nhiều cô. Tôi lớn 30. Tôi nhỏ 20. Còn nếu mà có cái đầu cá kia, cái đầu cá thì theo lớn nhỏ. Dạ. Cũng có giá nha. Dạ. Đây là cô 30 năm rồi con. Ờ 30 năm rồi đó. Quay cái nồi súp cái. Rồi quay đi. Đây là cái nồi súp của cô. Không gian của quen. Bình thường. Đây là tô bún. Giờ dùng miếng nè. Hả? Từ. Giá rau. Đó kìa. Ủa? Của chồng có hả? Ủa chồng có da không ớt đâu. Rồi bây giờ không để tỏi lên mà. À. Không có ớt mới ngon chứ. Dạ không có mời các bạn thức nhé. Wow. 5 phút. Đây là kết quả sau cùng.